Cả nhà ơi, hôm nay mình đi đến vườn ươm bán tất cả các loại sen đá, cây trồng và hoa đó cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà vào bên trong tham quan vườn ươm này với mình nha. Cái chỗ lối vào này người ta để những cái chậu sen đá nè cả nhà. Ba chậu rất là to luôn, đẹp lắm. Bên đây là cái khu vườn nhỏ nhỏ trồng toàn sen đá không thôi. Thì cái chậu này người ta làm người ta bán luôn đó cả nhà. Ở đây là cái chậu này 90 đô nè. Đó, cái chậu nhỏ vậy thôi. Tại khu vực này ở chỗ cái quầy mà tính tiền là người ta để trưng bày những cái chậu cây. Đây có hoa lan, địa lan nè cả nhà. Hoa này đẹp quá, chắc một chút mình sẽ mua cái chậu này quá. Có ba màu hồng đậm, trắng và hồng nhạt nữa. Đẹp quá cả nhà ơi. Đây là hoa lan nè. Đây khu vực bên trong đó nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy quá nhiều cây ở đây luôn á. Đẹp lắm luôn. Những cái chậu địa lan này mình thích quá chừng luôn. Đây là những cái chậu mà người ta trang trí ở phía trước nhà rồi đó cả nhà. Bây giờ cả nhà nhìn đây nè. À, đây là các loại cây sen đá mà lại là cây con đó cả nhà. Đây là những cái chậu nhỏ thôi. Nhiều lắm luôn. Đây là cái chậu bên đây á, là 4 đồng 99 nha cả nhà, 4 đồng 99 sen á, là cái chậu rất là nhỏ. Đây cả nhà xem, đây cái chậu nó nhỏ vậy nè, một chút nữa mình sẽ quay cho cả nhà xem những cái chậu sen đá lớn nó nằm ở ngoài sân kia kìa. Trong khu vực trong nhà này là những cái cây sen đá loại nhỏ thôi. Mà thường thì mình sẽ mua những cái cây sen đá nhỏ này về mình trồng. Tại vì mình thích là trồng á, từ từ nó sẽ lớn, mình nhìn nó lớn, mỗi ngày mình nhìn nó lớn, thích lắm. Cả nhà ơi, tới đây là mê lắm luôn á. Bên đây có những cái chậu sen đá to nè cả nhà. At E&S, it's our massive end of financial sale with up to 30% off. Get a huge 10 kilo Bosch washer for $9.69, a German-made Bosch dishwasher for $9.99, and a Bosch.
phần lớn là cái cửa hàng này người ta bán là sen đá là nhiều nhất. Mình thích đến đây mua sen đá lắm luôn, tại vì nó có rất là nhiều loại. Mình lựa một hồi nhiều lắm mà không biết là lấy cây nào luôn, tại vì nó có quá nhiều loại, cái nào cũng đẹp hết. Cái khu vực này rất là rộng luôn nha cả nhà ơi. Đây là những cái cây con thôi, nó bé tí à. Cái chậu nó nhỏ xíu thôi nha cả nhà. Ở đây là một chậu nhỏ, vậy là 2 đồng 99 hoặc là 5 chậu cho 10 đồng đó cả nhà ơi. Tất cả các loại chậu ở đây luôn nha cả nhà ơi, lớn nhỏ gì cũng có hết. Đây những cái chậu sen đá to đây nè. Cái loại chậu to này là 12 đồng 99 một cây nha cả nhà. Này là vừa vừa chứ cũng không to lắm. Chậu này cái lá nó sần sần ngộ quá cả nhà. Đây là những cây sen đá có số lượng ít và nó có thể là nó đặc biệt, nó hiếm cả nhà, nên người ta cất nó ở trong cái lưới này. Khi mình muốn mua thì mình hỏi người ta sẽ lấy ra cho mình. Cái cây này nó xòe cánh đẹp quá cả nhà ơi.
Từ giờ mình quay mới có mấy cái hàng thôi đó, còn nhiều lắm luôn đó cả nhà. Từ giờ mới có phần ở trong nhà thôi, chưa ra ngoài trời á. Và cái khu vực bên ngoài này cả nhà, bây giờ mình quay cái khu vực bên ngoài cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhìn cái bàn này nè, quá đẹp luôn. Là có những cái chậu sen đá to thật to này cả nhà. Ồ, cái chậu này, cái chậu này là 700 đô nha cả nhà. Thấy to dễ sợ luôn. Kích thước của cái chậu này chắc khoảng 8 tấc đó cả nhà ơi. Hay là 1 mét gì đó. Cũng khá là to. Thì cái phần sen đá này nó nằm ở ngoài trời nha cả nhà, nhưng mà vẫn có cái mái che bằng lưới mỏng. Thì những cái chậu này là những cái chậu tương đối là to. Thì một chậu như vậy là 25 đô. Còn cái phần ở trong nhà mình quay là những cái cây con, những cái cây nhỏ thôi, khoảng 3-4 đô một cây thôi. Còn ở đây thì cây to nên nó giá nó sẽ đắt hơn. Không biết là bao nhiêu loại luôn á cả nhà. Mọi người bên kia phía xa xa phía trước là các loại cây kiển, cây ăn trái người ta bán luôn đó cả nhà. Bữa nay trời không có nắng nữa cả nhà ơi.
Hồi sáng mình đưa mấy đứa nhỏ đi học, trời mù sương không thấy gì luôn, phải mở đèn lên á. Đi xe phải mở đèn lên á. Cả nhà nhìn thấy là cái vườn ươm này lớn quá phải không cả nhà ơi? Hôm nay là cái ngày đầu tiên mình được đi ra ngoài sau 2 tuần bị phong tỏa đó cả nhà. Tại vì cái vườn ươm này cũng cách nhà mình 30 km, thì trong lúc phong tỏa là mình chỉ được đi trong vòng 5 km gần nhà mình thôi, mình không được đi xa. Chính phủ thông báo như vậy đó. Nếu mà mình đi ra khỏi cái khu vực quy định là mình sẽ bị phạt đó nha cả nhà. Nên hôm nay được đi ra ngoài nên đến đây quay cái video này cho cả nhà cùng xem cho vui nha. Rất là rộng lớn luôn. Đi vô đây là đi mỏi chân luôn, chưa hết luôn á. Đây là mới có cái phần sen đá thôi nha cả nhà. Một chút mình đi sâu vô trong là có những cái loại cây ăn trái nè, hoa nữa nè. Bây giờ mình đang đi ra phía sau của cái khu vườn sen đá này. Thì người ta cũng có bán các loại hoa nè, cây kiểng nữa nha cả nhà. Và một số cây ăn trái nữa. Đây các loại cây hoa kiểng nè. Ở đây người ta cũng có làm mấy cái tượng con trâu. Ở bên kia có con voi nè. Thì ở giữa của cái khu vườn này có một cái hồ nước nữa cả nhà ơi. Ở đây thì người ta bán hoa không có nhiều, không có chuyên về hoa mà chủ yếu là các loại sen đá. Ồ, bên trong cái hồ nước này cũng có vài con ngỗng ha cả nhà. Mấy cái con ngỗng này nó giống cái con ngỗng mà mình quay cái video mà đàn ngỗng hoang dã vào mùa thu á. Ở đây có cây bưởi nữa cả nhà ơi, cây bưởi có trái quá chừng luôn nè. Bên trong đây có cây chanh nè cả nhà ơi, có nhiều trái lắm nha. Đây là cây cherry. Cherry này mùa đông các loại cây, một số loại cây ăn trái đây mùa đông nó rụng hết lá cả nhà. Thì người ta khi mùa đông người ta bán những cái cây như vậy nè. Thì mình mua về mình trồng lúc này nè. Thì mùa xuân nó sẽ ra hoa và ra lá non. Mùa đông là nó rụng hết lá. Đó, cả nhà nhìn thấy những cái cây cherry ở đây là không có lá gì hết. Là lúc này là lúc trời mát mẻ nè, mình trồng nó là thích hợp nhất. Bên đây là những cây táo. Táo nó cũng rụng hết lá luôn. Còn bên đây là những cái cây hồng, trái hồng. Hồng ở đây rất là giòn ngọt. Cái loại hồng này là hồng giòn và ngọt lắm cả nhà ơi. Mình ở nhà mình có trồng một cây rồi. Nó cũng còn nhỏ lắm, nó chưa có trái gì hết. Bây giờ mình đi tiếp sang cái khu vực bên đây. Ở đây người ta cũng có bán cây Phật thủ nữa nè cả nhà ơi.
cây ô liu là nằm bên đây. Và bên đây có một cái cây tắc trái rất là nhiều luôn. Đây có mấy cây hoa trà nữa nè. Vào bên đây, cây hoa trà này đẹp quá cả nhà ơi. Nghe tiếng kêu của mấy con ngỗng kế bên luôn, kế bên hồ nước bên đây. Cây này màu đỏ. Ở giữa hồ nước có một cái chòi rất là dễ thương cả nhà ơi. Mùa đông cây rụng lá hết rồi. Đây có vài cây hoa. Này mình không biết tên nó là gì. Đây có hoa giấy nè cả nhà. Màu cam. Bên đây có màu đỏ và màu hồng. Có màu trắng nữa. Bây giờ mình đi được một vòng ra tới cái chỗ con voi hồi nãy rồi nè cả nhà ơi. Thì mình đi một vòng là vòng ra cái chỗ ban đầu. Đi xích vô trong nữa là cái chỗ người ta bán các loại sen đá đó cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay có quá nhiều sen đá luôn. Đẹp quá nên mình mua trong cái thùng giấy này là hình như là 20 cây luôn đó cả nhà. Để nữa mình trồng rồi, nó lớn rồi mình sẽ quay video cho cả nhà cùng xem cái cây sen đá này nha. Đây là cái chậu địa lan hoa rất là đẹp. Hôm nay mình thấy có cái cây mận, nguyên một khu vườn mà có một cây mận duy nhất. Cây mận rất là hiếm thấy ở đây nghe cả nhà. Để mình quay cái cây mận nè, cái trái nó như thế này nè. Đó, đây là cái trái mận nè. Trái mận của Việt Nam đó, ở đây rất là hiếm thấy. Mình thấy có một cái cây mận trong nguyên khu vườn mà chỉ có một cây mận thôi. Nên mình thích quá, mình mua cây này luôn. Với lại mua thêm một cây hồng nữa. Hồng này mình mua về mình sẽ trồng trong chậu. Bên kia là cây chanh. Hôm nay mua được bao nhiêu cây thôi cả nhà ơi. Mỗi lần mà đi tới mấy cái vườn ươm này là không thể nào mà không mua được. Rất là thích luôn. Bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Nếu có thích video này, cả nhà nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều.